Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Nghệ sĩ Vũ Linh, một đời sân khấu đảo hoa Diệp Lang từng nói vui rằng mùa giải Trần Hữu Trang đầu tiên có hiện tượng âm thịnh dương suy khi Vũ Linh là nam nghệ sĩ duy nhất thắng giải cùng năm cô đảo là Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Ngọc Huyền và Thanh Hằng tất cả đều là bạn diễn thân quen Từng cùng anh đứng trên nhiều sân khấu, ở tuổi 35, Vũ Linh ghi thêm thành tựu lớn cho sự nghiệp đang ở đỉnh cao của mình. Hơn 15 năm lang bạt ở các đoàn tỉnh, Vũ Linh mới trở về thành phố gia nhập nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và đoàn cải lương Tuồng cổ Minh Tơ rồi gặt hái thành công khi tuổi đã ngoài 30. Cho rằng có lẽ đây là niềm vinh dự cuối cùng khi giải dành cho nghệ sĩ không quá 35 tuổi nhưng 4 năm sau Giải thưởng năm 1995 mở thêm hạng mục xuất sắc và Vũ Linh cũng là nghệ sĩ đầu tiên được vinh danh. Vũ Linh làm khán giả và cả bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng kép đẹp, quen thuộc mà chọn vai lão tướng Nguyễn Địa Lô trích đoạn bức ngôn đồ Đại Việt để dự thi giải dành cho diễn viên xuất sắc. Chính sự đổi mới chính mình này đã đem về cho anh chiếc huy chương vàng xuất sắc đầu tiên và xứng đáng. Tuy nhiên đây là vai diễn rất khó bắt gặp khi Vũ Linh chỉ tham gia quay hình cho diễn dự thi giải và một lần biểu diễn trên chương trình vầng trăng cổ nhạc với vóc dáng gương mặt sân khấu sáng đẹp giọng ca truyền cảm nét diễn hào hoa cùng sự hòa hợp gần như với mọi bạn diễn khả năng biểu diễn nhuần nhuyễn ở đa dạng thể loại tuồng vũ linh tạo nên sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện vũ linh thường xuyên dẫn đầu các giải bình chọn nghệ sĩ được yêu thích nhất do hội sân khấu và các cơ quan báo chí truyền thông tổ chức khi dự thi giải triển vọng năm 1991, Vũ Linh cũng dẫn đầu bình chọn của khán giả với hơn 200 phiếu. Ở thời đỉnh cao, Vũ Linh từng được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng khi góp phần đưa sân khấu Cải Lương tuồng cổ trở lại phát triển rực rỡ với hàng loạt vở diễn ăn khách như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bà Trúc Anh Đài, Sử Án Bàng Quý Phi, Ngọc Kỳ Lân, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ. Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê, Trảm Trịnh Ân. Thời video cải lương thịnh hành, Vũ Linh cũng là ông hoàng video với hàng trăm vở tuồng cổ, hương xa, xã hội được quay hình và được đông đảo khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Nhớ lại quãng thời gian đó, Vũ Linh cũng không hiểu sao có thể làm việc với cường độ cao như thế, phục trang may không kịp tiến độ các đoàn phim. Mỗi ngày chỉ ngả lương đôi ba tiếng, từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt nghỉ ngơi đều chỉ thấy cảnh quay. Vũ Linh kết hợp ăn ý với nhiều cô đào nhưng liên danh Vũ Linh, Tài Linh chiếm vị trí đặc biệt trong lòng khán giả mộ điệu. Đôi bạn diễn được khán giả yêu thích qua các vở, sự án bằng quý phi, lương sơn bá, trúc anh đài, sa phu đi sứ, công chúa đổ lư, chiêu quân cống hổ. Mỗi sự kết hợp đều tạo được cảm giác tình cảm ngọt ngào. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cái tên Vũ Linh duy trì được độ hot trong thời gian dài và tạo sức hút mỗi lần tái xuất. Năm 2014, Vũ Linh lại tái ngộ đàn chị Phượng Liên trong vở diễn bên cầu diệt lụa kỷ niệm 64 năm đoàn cải lương Thanh Minh. Thanh Hà đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng dù người nghệ sĩ đã qua tuổi thanh xuân từ lâu. Vài năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe, Vũ Linh gần như vắng bóng để dưỡng bệnh. Mãi đến đầu năm 2021 mới tham gia tập tuồng vở Lương Sơn Bá, chúc anh đài cùng các nghệ sĩ trẻ của sân khấu Chí Linh, Vân Hà. Đáng tiếc, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vở diễn chưa thể đến với công chúng. Tuy sức khỏe không ổn định nhưng Vũ Linh vẫn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn thiện nguyện, những dự án xã hội mà mới nhất là MV cổ vũ công tác phòng chống dịch của các nghệ sĩ sân khấu thành phố. Vũ Linh được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương lừng lẫy một thời. Ở thập niên 1990, ông Oanh Tạc Làng giải trí với hàng trăm vở Cải Lương nổi tiếng như Sử án bằng quý phi, Trảm trịnh ân, thân nữ dân ngũ linh kỳ, thái tử đan giả nái. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, ông gần như hạn chế xuất hiện trước công chúng và cũng không còn đi diễn nhiều như trước vì bệnh tật khá nhiều. Ngoài bệnh đường ruột, Ông còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Ngay dưới phần bình luận, tất cả các khán giả đã bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Vũ Linh. Ai nấy đều khẳng định ông từng là thanh xuân của họ với lời ca tiếng hát và khả năng diễn xuất vũ đạo độc nhất vô nhị. Nhiều lời động viên và chúc sức khỏe được gửi đến cho nam nghị sĩ tài danh. Nghệ sĩ Vũ Linh bén duyên với sân khấu ngay từ nhỏ. Anh học nghề với thầy Văn Vĩ và được thầy đặt cho nghệ danh Hùng Tuấn Linh. Sau này, anh mới đổi tên thành Vũ Linh. Anh là người trải qua thời hoàng kim nhất của sân khấu cải lương với các vở diễn như Hòn vọng phu, Dũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn bá. Năm 1972, anh theo đoàn hát Đồng ấu Hoa thế hệ đi lưu diễn ở các tỉnh một thời gian sau về hát cho gánh hoa anh Đào Kim Trưởng và gặp được Diệu Hiền, nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Hai người này đã thương mến anh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn. Tên tuổi của Vũ Linh phủ sóng các sân khấu vào thập niên 90, anh góp mặt vô số các tuồng tích lớn nhỏ. Ngoài ra, Vũ Linh còn giành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp như Hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1989 dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu nhưng ngoài cuộc sống anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận tình đầu của vũ linh là một thiếu nữ xinh đẹp con nhà giàu tuy nhiên bố mẹ nhà gái phản đối nên cả hai đành chia tay trong đau khổ rất lâu sau đó anh mới có mối quan hệ mới với cô gái ở gần nơi đoàn diễn cả hai sống với nhau như vợ chồng họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi ba tuổi cậu bé bị bệnh chẳng may qua đời. anh đau đớn và tìm đến rượu để vơi bớt phần nào sự mất mát. sau hai cuộc tình chắc trở, vũ linh đã từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ thanh thanh tâm nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. mặc dù được nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộn nhưng anh vẫn không đón nhận ai. đến cuối cùng, nghệ sĩ vũ linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông. Ở tuổi 62, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Anh được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Không ít lần Vũ Linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn. Phương Hồng Thủy từng gọi Vũ Linh là người mình thương cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại